Vâng, có một Roman ở phía bên kia. Vâng, bên mình này như Roman và không phải, hình như đã Roman đấy xì. Bên kia là choi son và cái gì đó thì phải. Có một choi son và một cái gì đó nữa thì phải. Vâng, đây là Acian đến từ game thủ No. 1 Mule Acian. Chip Boy là người cầm Roman, một chém tuyển, một cung tuyển. Bên kia có một cho son chứng tỏ kèo bên này đã là cửa trên. Cho dù có là sen đi chăng nữa, bên này vẫn đã là cửa trên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem hai game thủ ở phía bên này xử lý như thế nào. Không biết là tiếng game và tiếng bình luận đã ổn đấy chưa. Vâng, bên kia có một cho son, còn lại cái gì thì tôi cũng chưa biết rõ. Mình AC Roman. Vâng, có lẽ chúng ta ở thời điểm đầu ấy xem màn hình máy của game thủ Chip Boy thôi. Roman đến từ game thủ Chip Boy trận thi đấu đầu tiên cố cực kỳ gần. Ad đầu sẽ được thiết kế rất sớm một mình yêu một voi. Máy quả đầu tiên hình như là 7 cây. Đây là vài tương đối đẹp dành cho Roman tính đến thời điểm này. Với tốc độ của nông dân Roman thì câu hỏi về khoảng cách xa như thế này tôi nghĩ cũng không quá khó khăn, đặc biệt là khi mà đồ lùa về nhiều, là đồ về những thời điểm đầu là chưa nhiều. Thêm một đồ ở phía bên dưới nữa là một bãi quả phụ và một bãi hiệu tương đối ổn ngay trong trận thi đấu đầu tiên dành cho Roman của thủ Chip Boy. Vâng, có vẻ như tiếng bình luận nó vẫn đang hơi nhỏ. Vâng, tôi sẽ cố gắng đưa cái mic sát lại miệng hơn một chút nữa. Tiếng bình luận nó trở nên rõ ràng hơn cho các khán giả. 19-20 tạm lại hôm nay. Vâng, đẩy con hiêu này, đừng phóng con hiêu trong cục, đừng. Tốt, ổn rồi. Vâng, con hiêu nảy ra khỏi cây gỗ khoảng cách nửa BE là chuẩn rồi. Tạm lại 20-24. Tiếp tục thêm một BE nữa, răng dài ra phía bên ngoài này. Tạm thời ăn gỗ một mặt, có lẽ là tách nông dân ra ăn gỗ mặt ở phía bên ngoài kia thì là hợp lý hơn. Đóng một chiếc VG sát sát vào mặt hướng ở hướng dưới này thì là ăn quả nhanh hơn, nhưng đóng như vậy có tác dụng bò nhà. Không biết là có tiếng game hay không các bạn khán giả, comment luôn cho tôi không biết là có tiếng game hay chưa. Nếu chưa có thì cố gắng làm tí cho nó có thêm cả tiếng game đầy đủ luôn. Chống kèn nó đủ cả. Nếu chống mà thiếu kèn không được, mà kèn mà thiếu chống cũng không hay. 24-28 là tham lái này đến từ cái thủ Chip Boy sau dần là tương đối hay. Một chiếc BS nữa ở cánh rừng thông, à xin lỗi bạn, rừng dừa phía bên trên để ăn bầy hiêu này. 25 khung nhà rộng ngoài này. ACN đánh bao nhiêu dân? Chắc chắn có lẽ ACN cũng là một bài đủ đồ. Đây là AC, đúng rồi, 25-28, bãi còn phụ 6 cây nữa. Và bên kia là một Johnson, một Gata. Và bên này là AC và Roman. Và nông dân AC len lỏi mọi ngóc ngách. Kích đời 843 với 26 nông dân AC. Cũng được. Vâng, khi mà cái thủ Chip Boy là một bài ổn để cho chém. Bài này chắc chắn Chip Boy không bị mất tham. B được thiết kế rồi. Bài này bó bế sẽ cực kỳ kỹ càng. Thế nhà rộng phía trong rất đẹp dành cho Roman. Muốn đánh gì thì đánh bài này thôi. Chém thủ phù hay làm gì thì tùy. Kể cả bài này Roman làm chủ lực cũng được. À, phía bên ngoài này có lẽ là chiếc BL. BM cạnh BB. Đây là BL. Đây là BM. Rồi, chuẩn rồi. Bò bế chặt lại một chút ở những thời điểm đầu, con giò nó không có sức công phá quá lớn. Những chiếc bè là đủ.
25 nông dân kích đời 10 sớm tương đối ổn dành cho Roma của cái thủ Chibon. Bên kia cũng chỉ là một choi son của Kata thôi. Xúc tốt. Vâng, nâng cấp lại điều kiện rồi, chuẩn rồi, sau được con giò nâng cấp lại điều kiện. Rất đẹp vài này khung lại rồi. Với Roman giá là cửa rẻ, việc này là việc hết sức đơn giản. Ra ruộng đi. Ở đây rồi, gặp luôn nhà màu 2 của cái thủ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long được gầm cho son. Xúc xỉ không cần xẻng luôn, bánh xe sớm bài này. Mang xong đơn sang giải quyết xong nhà của cái thủ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long chắc chắn là một bài đánh chém thủ phủ. Chắc chắn thì biết nhà cái thủ Chiboy là người cầm Roman khung cánh với mình. 1P, Chiboy sẽ là người lên bánh xe sớm. Bài lực của cái thủ Chiboy hoàn toàn có thể làm được điều này. Én thôi. 1L, 1P, thủ phủ phía bên trong bắt được một con chém của cái thủ của cái thủ Tiểu Bạch Long thời điểm đầu là win luôn. Không cần phải đánh nhiều trận này. Rồi check chiếc test tiếc cẩn thận. Rồi trịch tạm nông dân này đã. Rồi có cái công. Rồi một chém. Có một P không? Đang máy xe chuẩn rồi. Và đây là. Rồi một P. Một ruộng hết sức đơn giản. Tiếp tục về ra ruộng. Lượng gỗ sẽ dồn lên rất nhanh đây rồi. Gami là người đánh cung Nga một áo trong trận thi đấu này. Gaza cung Nga một áo. Cửa duy nhất để có thể giành chiến thắng và Gani đã quyết định dùng cái cửa này. Rồi chéo luôn sang bên này khi mà chắc chắn Tiểu Bạch Long là người thủ phủ. Đây rồi. Công ca vào nhà ACGAN. Phá sản rồi, kế hoạch công ca đã bị phá sản. Hai ông dân đã nằm xuống, bây giờ thì cẩn thận chỗ này. Vẻ rất nhanh. Nói Tiểu Bạch Long cảm tử thân này. Nhưng càng cảm thì anh càng tử. Nó đi đâu cảm đến đâu tử đến đấy. 28/48 dành cho game thủ Chiboy. Lại một lần nữa game thủ Tiểu Bạch Long đánh theo kiểu ôm bom. Và rất nhiều ông dân lên phía trên thì bây giờ đã có trọng đơn rồi. Chiboy là người đã lường trước được tình hình. Lùi sâu bên trong Tiểu Bạch Long lùi xa phía bên ngoài. Chưa có bánh xe dành cho Gami thì phải. Ăn thêm một chém nữa thì vậy trận thi đấu này sẽ kết thúc sớm rồi. Không có bánh xe đến từ game thủ Gami, nông dân nằm xuống là quá nhiều. Vâng, cố gắng tìm phù. Dũng con chạy phù rất khéo, có lẽ là sát với cánh rừng. 31/68 màn hình máy có đủ đâu một. Vâng, 30 ra đều được 3A, 1A ở phía bên trong. Gandhi đang chơi khá rát, nhưng bây giờ thì cơn bĩ cực đã qua. Đã đến lúc đâu một có thể xả được những con cung R ra một cách đều đặn. Và như vậy công ca đến từ cái thủ mùa 2 Tiểu Bạch Long. Lại một chém nữa. Và những con chém này rất dị. Cứ vào con phù thì vẫy một vẫy thôi. Lại đâu vào đấy và chém lại bắt đầu trở về. Nhưng mà cái đồ dễ mua cũng dễ bán. Y hệt như cờ coi vậy. Mua vào cũng dễ, bán ra cũng cực kỳ dễ luôn. Bây giờ mọi người đang rất xôm. Thằng này 32/76. Công ca vào nhà đánh chém. Ca bị phù luôn. Rất dị nhân, bây giờ thì lấy sòng đơn đâm vào mồm những con phù vậy. Và như vậy Tiểu Bạch Long đã đi sai, tỷ số là 1-0 dành cho cặp đôi bên phía GTV. Rất dị. Công ca nhà đánh chém phù luôn cả ca. Tỷ số là 1-0.